Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cầu Ngòi Móng nằm trên đường tỉnh 445 thuộc phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình bị sập phần đầu cầu lúc rạng sáng nay, ngày 19 tháng 9. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã cắm biển nguy hiểm tại khu vực này. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ đã gây sạt lở, ta luy âm, lún sụt nền mặt đường trên đoạn tuyến km 3 cộng 500. Đường tỉnh 445 thuộc phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình đã thông báo cấm toàn bộ phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên tuyến km 3 cộng 500, đường tỉnh 445 cho đến khi khắc phục, sửa chữa xong. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.